ta. Xin trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Ngọc Khanh. Và xin quý vị hãy dành cho đồng chí Hoàng Ngọc Khanh những tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa các vị đại biểu, đảng ủy ban huyện Nga, kính thưa bà con cô bác, anh chị, tổ nhân hóa tổ 6, tôi sẽ giao lưu một phần một ca khúc mà có lẽ là lần đầu tiên được đem lên sân khấu. Đó chính là bài hát mà tôi tự sáng tác, đó là bài hát Về Xứ Tuyên Cùng Em. Xin các vị đại biểu cùng bà con của bác chúng ta cùng chú ý theo dõi. Thank you.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn phần tham gia giao lưu của đồng chí Hoàng Ngọc Khanh và xin được cảm ơn những tình cảm quý vị dành cho đồng chí. Tiếp theo chương trình, tổ 2 sẽ gửi tới quý vị điệu nhảy Chúng Tôi Là Người Lính Bác Hồ. Xin mời quý vị cùng theo dõi.